Dạ rồi, tiếp tục video buổi chiều anh chị nha. Đó, buổi chiều hôm nay em lên cho anh chị mình những cái bao bì lỡ anh chị. Bao bì lỡ này khung tháng là tầm khoảng 8 tháng nó lên anh chị nha. 8. Đó, như ba con đó anh chị, ba con đó là khung khoảng 8 tháng anh chị nha. Có cặp bông anh chị, cặp bông có bông mới về em ráp với bông nhà anh chị. Nó xứng lắm rồi chị nha. Hai con cái màu, hai con đó có tinh anh chị. Với con đen, đen tầm cũng mét móc cứng của dư anh chị, lực lắm, có mình nó lẻ lẻ anh chị. Đó, với có cặp lỡ anh chị nha. Cặp lỡ này tầm cũng cỡ gần 12 tháng bò rồi anh chị ha. Đó. Cái con này nè anh chị. Con này tầm cũng 11 tháng, con đó 12 tháng anh chị. Hai con này nè, hai con này nói chung con đen thì nó tầm khoảng cái khung á. Khung tầm con này tầm khoảng 10 anh chị. Cái con này tầm khoảng chừng khoảng 8 rưỡi nha. Đó. Hai con này thì bắt chung báo giá chung cho mình luôn ha. Đó. Đen này dàn đít rất là khéo anh chị, đít đòn xương rất là khéo luôn ha. Chiều cao con đen là nó nằm thiếu đủ 1m2 anh chị nha. Còn con bông muối tiêu anh chị, con bông muối tiêu thì nó nghe nó ngắn đòn nhưng mà nó lực. Đó, giờ anh chị vào bờ dai con muối tiêu nè. Đó. Con muối tiêu này chiều cao 1m15-16 anh chị ha, con muối tiêu ha. Rất là pin anh chị ha. Đó. Như con đen nha, con đen thì nghe nói chung có khung có xương đòn anh chị ha. Đó. Mới vừa rớt xuống xe luôn cô chú anh chị. Đó. Kịp đăng lại về hồi tối anh chị. Mấy con thấy xin là mau lên clip anh chị. Đó. Được mấy anh em gần xa ủng hộ hết anh chị ơi. Ở thời điểm quay cặp ba bên lỡ quay chi tiết là báo giá cho mình nha anh chị ha. Đó. Còn mới về lao chào thấy cầm máy quay nó sợ quá bình bò, không có bò ráp nào, bò này anh chị ha. Anh chị mới flash mua lẻ mình bắt luôn anh chị ha. Rồi để sáp dừng quay tại nó mới vừa vô cái nó con bò kia nó chạy tới anh chị đó. Đó con đen anh chị ha, đen dần đít đồ anh chị ha. Đó. Đó, chị mình thấy nghĩ cặp này liên hệ với em liền ha. 42.500 anh chị nhé, là giá bán nha, 42.500.000. Đó. Con này thiếu đủ 1m2 anh chị, con đen nha. Còn cái con này anh chị, cái con này thì nó nghe nó đà mà nó điên lắm chị ha. Rồi, mới về ăn uống dữ kìa, đi. Mới về cấp mình con này rất là khéo anh chị nha, con búa tiêu nè. U lưu nha cô chú anh chị nha. Đó. Tại đo nãy cũng xê xịt đó anh chị, nó tầm cũng cỡ ra. Tại cái rống của em mà chiều cao mí trên là 1m16 anh chị ha. Đó. Nó thua con đen này chút xíu thôi. Đi. Con màu đen này chiều cao thì đủ 1m2 anh chị ha. Đo ngay sái anh chị nha, chiều cao đo ngay sái nha. Đó. Thì hai con này thì con mối tiêu thì hơi vắng đòn hơn chút xíu mà cấp mình nó nù hơn anh chị ha. Còn đen có đòn dốc nha. Đó. Nói chung nó khác kiểu thôi nhưng mình tháng tuổi thì cũng không có chênh lệch nhiều cô chú nha. Đó, đi coi. Đi. Ok. Đi. Đi. Mới về còn hạ lao chào cô chú anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị mình xem kỹ nha, xem kỹ nói chung là chân móng nè. Chân móng là tầm chân thẳng đứng như vậy. Móng sò ha. Đó. Bò không có tặc lỗi gì cô chú anh chị. Đó. Móng chân vuông vái đồ nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị ha. Đó. Bò này cái dàn lưng hai con này nó rất là rã anh chị nha. Thằng này nó mới về nên là em chưa có quay kỹ, chưa có sáp lại gần được anh chị nha. Đó, cũng như từ từ vô anh chị. Cái lưng màu đen anh chị thấy không? Đó. Màu đen cái lưng này. Còn búa tiêu anh chị nha. Đó em giấu. Cái lưng con búa tiêu thì lưng nó lớn hơn anh chị nha. Nó vắng đòn một chút nha, cấp mình rất là nâu anh chị. Con này biết có dàn chưa, dây mũi chưa không? Đấy, chưa có dờn mà vậy. Bò bông muối tiêu rất là lực nha cô chú ha. Đây con. Đi qua đi. 42.500 là giá bán anh chị nha. Đó là giá bán nha, kèm theo phí nha anh chị. 42.500 kèm theo phí nha. Đó, thì anh chị mình thấy ý liên hệ với em nha. Đùi mông đít ú lưu cô chú anh chị thấy muối tiêu. Đó, giá sổ giá ha anh chị nha. Đó. Còn cái con đen này giá sổ lớn hơn con này. Tàn đen nó cứng tháng hơn chút anh chị ha. Bỏ trong đen cho mình dễ dòm nha. Em còn bốn ngá nhỏ đó anh chị, bốn ngá nhỏ trong chuồng trong nữa anh chị nha. Đó. Nhưng mà tối quá chắc để sáng mai anh chị nha. Đó.
cô chú anh chị mình xem kỹ cặp nha. 42,5 triệu anh chị nhé, kèm theo phí nha. Rồi em quay tiếp con bò đen luôn anh chị, rồi con bò đen nó lật hết biết chị nha. Bò đen này chiều cao là 1m1 có dư anh chị, 1m1 có dư anh chị nha. Tại cái con bông này nè, cái con bông này là nó phần tầm cũng cỡ 1m13 bò rồi, hai bông rồi nè. Con bông này mới về thì nó nghe nó hơi lét cái ngang chút, mà cái đó thì thấy đòn dốc sừng hai con y chang chị nha. Đó, hai con bông hết luôn. Con bông này thì nó nù hơn chút, nói chung là nó này này bò hơn chút xíu anh chị. Con đen, con đen hết biết đen anh chị ha. Vàng đầu to, cổ mà cổ ngắn anh chị, cổ lực ha. Khung này tầm cũng cỡ thiếu đủ 8 tháng anh chị nha. Mấy tháng, mấy 8 tháng gì anh chị. Ồ, vàng mông đít quá trời. Đi coi. Ờ, đứng sao lao chao, đi coi, đi. Mới về. Đi qua cái. Đi. Mới về cái nó lao chao. Đó, hai con bông này y như cái màu nó có tình anh chị. Con đen này giờ tay về cũng chưa có sọn, chưa có bò ráp anh chị. Đó. Bò đen quá biên nha cô chú nha. Đó, anh chị mình thấy bò đen này mình nói chung mình bắt chung với rép chung với cái cặp nào cũng được anh chị. Tại con bò đen này bò lẻ anh chị hả? Bò đen này lẻ của mình đó. Rất là khéo anh chị. Rồi con đen này em bán lẻ mình nó anh chị, giá 18,700,000 nha anh chị nha. 1m1 có thể dư anh chị, 18,700,000 anh chị nha. Đó, hôm nay sẽ có lẻ lẻ cái vụ đó anh chị nha. Đó, 18,700,000 anh chị. Đó, con bò đen lẻ nha. Đó, thì anh chị mình ở gần gần khu vực này thì mình chốt thì bao phí của mình nha. Đó, bò lẻ này nha, tầm 30 cây số nha. Ồ, thật biết anh chị nha. Đó, rất là đẹp anh chị. Bò này bắt cũng hơi thấy nó tốt tốt, tướng bì nó bắt cũng nó nghe nó cũng không có mình nó anh chị, cũng hơi ấy bò anh chị ha. Mà tướng tá đẹp quá anh chị, rất là pin luôn ha. Bò này bán có tiền phí anh chị, bán các đủ phí đi vậy bò này. Nó pin anh chị, anh chị bắt chung rép chung với cái nào mà rép nha. Cái dàn đít dàn suông đó anh chị, bò này nè, suông dai lưng đồ rất là khéo anh chị ha. Bò này rất là hở nha. Đó, đứng khoảng cách hơn 2m anh chị nha. Nó nụ bò lắm anh chị. Cô chú anh chị mình nghe kỹ nha, nghe kỹ thì mình liên hệ nha anh chị. Chiều cao với là khung giá tiền nha, có cái phí nha. Rồi, để em báo giá cái cặp bông cho mình luôn anh chị, cặp bông nha. Con bông này thì nó nghe nó dày bò hơn con này một chút nha anh chị. Nhưng bò này cũng như hơi thiếu nuôi thôi nha. Nói chung là khác chủ anh chị, nhưng mà mỗi người nuôi khác nhau anh chị nha. Như là con này 10, con này khoảng 9 anh chị ha. Đó. Hai cái dàn bông giống y anh chị nha. Hai con này chiều cao là nó nằm cũng khoảng 1m13 chị nha, 1m13-1m14 anh chị, hai con bông rồi nè. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ cặp bông giúp em nha. Hai con bông nâu anh chị, hai con đều bông nâu hết ha. Chiều cao 1m13-1m14 gì anh chị, trong cái phạm vi đó lưu lại nha. Trời, đứng về sao mà quay con đi. Đi con. Đi qua con, đi. Con này thì nó dễ giặt bò hơn. Đi con, đi. Con này đùi mông được giữ hơn chút ha. Nói chung cái độ biên này, độ dễ giặt độ cái con này thì nó lực hơn chút xíu anh chị ha, nó lực hơn chút nha. Chiều cao 1m13-1m14 nha anh chị. Đo ngay sái nha, trong phạm vi đó nha. Anh chị mình, cô chú mình nghe kỹ giúp em nha. Đó, rồi mình chốt anh chị nha. Cặp bông này có giá bán của em là 33,5 triệu anh chị nha. Đó, anh chị mà thấy không, nó cao hơn cái con bò đen luôn á. Nhưng mà cái độ pin cái kiểu thì anh chị mình cứ dòm. Dòm thì mình cứ so giá nha. Đó, 33,500 triệu anh chị cho cặp bông nha. Bông nâu anh chị ha. Khung sắt cao lớn dài lắm anh chị ha.
Đó. Con bông này thì nó ngay dày hơn chút. Ông này thì cũng lực rồi, khỏi nói đâu, ông này cũng pin khỏi nói đâu. Anh này không lo đâu. Bò này còn đeo mẹ anh chị nha. Bò này chủ chắc có cho ăn cám rồi cho nên là nó cũng hơi lực bò anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị mình xem kỹ cái cặp bông này, liên hệ với em nha. Rồi, để em chuyển qua đây em quay cái cặp cái tơ luôn đi. Cặp cái tơ này khách có chốt mà giờ xe hay trục trặc cho nên là em đăng lại nha anh chị nha. Nói chung có con to anh chị, còn con kia mới về em chưa có đăng nha. Đó, sẵn em quay chung cặp với mình luôn. Đó, cặp cái tơ này rất là đẹp anh chị, để em ra em chuyển qua đây em quay cho mình nha. Thì anh chị mình thấy ưng ý cặp bông 3B bông này mình liên hệ với em nha. 33,5 triệu anh chị nha. 33,5 triệu nha, kèm theo phí 50k nha. Đó, thì anh chị nó bắt luôn con đen thì kèm theo cũng được nha anh chị. Riêng con đen thì em bao phí gần nha. Đó. Cặp này thì 42,500 anh chị ha. Trong kia giờ tối không có vô quay được đâu anh chị ơi. Còn bốn nhỏ nữa anh chị ha. Rồi, để em chuyển đây em quay cặp cái tơ khung tháng tầm khoảng 7 tháng tuổi lên nha anh chị nha. Đó. Cái con này thì bữa em có quay rồi. Đó, con này thì nó ngay 1m12 bò anh chị, hai con này nè. Đó. Con này mẫu mã xương lớn anh chị nha, rất là đẹp nha anh chị. Đó, này. Sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh cho cô chú anh chị. Đây. Đó. Anh này anh không có sừng rồi chắc. Cái con kế cũng vẫn vậy lên chị. Hồi nãy dễ. Con này đường xương sống nó đỏ đen luôn anh chị. Nó đen đỏ luôn, quên không? Nó chân móng được kiền khú anh chị nha. Giao hết anh chị nha, còn có con cặp ngay nhỏ này thôi nha. Chị mình coi nghiên cứu cặp cái tơ nghé giúp em nha. Mình thấy có hai con này nuôi nái là nói chung là không phải chê rồi anh chị. Đó, cặp này nè, đó, làm nái là khỏi các bạn rồi ha. 1m1 cứng có thể dư anh chị nha. Đó, hai con này nha, cái con này vậy. Cái con thương nhì thì cái rúng vàng rúng bản bự anh chị, rúng mà nó nhiều quá nó dụng thùng mà luôn anh chị thấy không nè. Đó. Rút mà nhiều quá anh khung luôn. Con này có bầu vú rất là đẹp luôn anh chị nha. Bốn vú đều ro luôn anh chị nè. Con này thì nó ngay chân móng thì vàng thôi chứ không có bị không có kiền khú nhiều ha. Con này thì kiền đen nhiều hơn. Mặt mày thì nói chung hai con này thì con này thì cấp mình thùng mà thùng hơi lăn, còn con này cấp mình thùng ngang ha anh chị. Xe lưng xe mặt vẫn là nghiêm chỉnh, răng là đủ anh chị nha. Đó. Đó, chị mình thấy giờ cấp mình hai con rất là đẹp ha anh chị nha. Qua vú đuôi, cái đuôi rất là bẹ luôn anh chị ha, đuôi rất là bẹ luôn. Anh chị mình thấy ý cặp này liên hệ với em nha, bọn này bán chung một cặp nha, nó trẻ ra ví dụ như mình ăn thua mình thương lượng với em nha. Đó. Cái đó thì báo chung hai con cho nó dễ anh chị ha. Đó. Cũng là giá sát anh chị nha. Đó. Cặp này có giá bán của em là 27 triệu nha anh chị nha. 27 triệu ha. Đó, cái cặp cái tơ 1m1 cứng anh chị có thể dư nha. Con này cặp bình thùng rất là nhẹ nuôi luôn. Bò này mẫu hai con này là mẫu bơm ba anh chị ha, mẫu bơm ba nha. Đó. Con này tướng tá rất là đẹp anh chị ha. Đó, rất là khéo bò luôn. Đầu cổ thù lũ anh chị, tai lớn xương lớn anh chị. Rúng mà rúng bản chị yếm lòng thòng luôn chị ơi. Vàng qua rất là khéo luôn. Hai con cái tơ mẫu anh chị nha. Đó, chị thấy thích liên hệ với em nha. Buổi chiều hôm nay là ngày 26 anh chị. Buổi chiều hôm nay nha. 26 tháng 9 anh chị. Đó. Anh chị mình thấy cái nghe này thích hợp liên hệ với em nha. Bò này rất là đẹp anh chị. Bò này có chốt cho khách rồi mà khách tại vì nó ngay cũng kẹt xe nó thôi thì có bán ai được bán anh chị chứ giờ chờ lâu cũng không được anh chị nha. Đó thì đó anh chị mình cứ coi cặp cái này để liên hệ với em nha. Rồi em kết thúc video tại đây anh chị nha. Đó. Cặp cái tơ này muốn anh chị bắt cặp thì bắt cái phí em vẫn là 50k nha. Ồ bò này dần vú qua rúng con nào cũng khéo nha anh chị nha. Đó. Bò này nó vú đẹp lắm nè. Bò này qua bên sao anh chị bên sao lính em chở rồi nó giục luôn cái dây mũi ra đó, rồi nó hơi không thốn cái mũi một xíu anh chị. Đó, anh chị mình xem kỹ nha.
khoảng là 50 cây cho cặp nè anh chị, kèm theo phí nha. Đó, anh chị mình xem kỹ nha, xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh nha anh chị. Bò chân móng đi đứng đồ quyền hoàn thiện ha, chân móng đi đứng đồ hoàn thiện anh chị. Đó. Rồi, em kết thúc video tại đây nha. Chào cô chú anh chị mình nha.